Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Gaming nha. Và Di Khả chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mà. Ở video này thì nói chung thì Khả cũng đã sắm được ít đồ tầm trung anh em. Tầm này thì Khả chỉ nói với anh em là những đồ này tầm trung thôi. Và Khả sẽ sau anh em xem và Khả sẽ lên đảo. Chung là muốn đăng tiền hiệu ứng full đỡ xài mà chua quá. Đầu tiên thì Khả mua được cái đôi giày này, hôm trước Khả mua 5 kim thì nó khoảng tầm 300.000. Đó, nói chung là được cái hiệu ứng chón với lại nội lực. Thì Thế Yên thì Khải cũng xác định từ đầu rồi, Khải đi theo cái hướng vũ khí lượng đam. Thì Khải chỉ mang một cái giày chống 40 này ở dưới phía dưới. Còn sau này nếu mà sẽ vừa ra thêm cái nhẫn chống 40 thì Khải sẽ mang lên bên trên này. Thì Khải sẽ được hiệu ứng 80 chón nha năm. Còn trước mắt chưa có thì cứ mang tạm là 40 chón đi đó. Rồi tiếp tục là đai lưng này Khải vừa mua thì 600 xu nè. Nói chung là ngon đai lưng cũ Khải một tí, đai lưng cũ Khải vừa trước Khải mua 400 xu đó, nó hơn một chút, được cái nỗ lực khá là cao. Rồi với cái video anh em cũng đã xem thì cái áo này Khải mua 3 kim thì nó ngon hơn áo cũ này. Áo này thì lúc trước Khải mua có 20 vạn, tính ra có 150 xu thôi. Thì Khải thay cái áo này vào lấy nỗ lực. Rồi nón này vẫn như cũ kháng lo 24. Và thêm cái bao tay thì Khải mua cái bao tay này với giá 2.5, kháng lo 25 nha anh em. Đó, kháng lo 25 với giá 3.5. Rồi những phần trang sức bên dưới này thì không có gì thay đổi nhiều, chỉ là kháng lôi rồi thời gian chậm và kháng lôi đó. Chung là tính ra thì chống 40 và thời gian chậm sẽ được 60 thôi, chứ tầm này tiền đủ mất không có thì chịu thôi nè. Đó vậy thôi. Rồi, ok, bây giờ đỡ Khải mua vài cục tinh hồng nó lên đảo thôi. Vài cục tinh hồng nữa đâu đây, 4 cục. Ôi kim, ok. Khải mà bán đôi giày anh em, đôi giày Khải mang đôi giày chó nên đôi giày kháng lôi Khải đỡ lại cho người khác xài. 4 thì nó sẽ làm kim 6. Qua giao dịch đôi giày đã. Dương Châu trung tâm. Đó, đôi giày này thì Khải bán 1k5. Bán xong lên đảo nè, đang lượm kim. Đó, nói chung đôi giày này Khải không có mang nữa nên là Khải bán thôi. Vì Khải thay vào cái giày chống 40 nè, thay vào cái giày chống 40 đó là cái giày kháng lôi kia coi như Khải bán lại thôi. Đó, chung cái đôi giày này cũng tóc 20 thôi, cũng vậy, tóc 21 này nó cũng như là tóc 13 này thôi, nó được cái là thêm được một tóc. Đó, đang giao dịch lâu vậy. Đôi giày này Khải bán lại 1.5 triệu anh em. Trước mua 1 kim nhưng mà có người hồi giá với 1 kim 5 thì cũng được, bán luôn. Rồi, mua 4 cục tinh hồng lên đảo thôi. Mình đã mang sơ đồ này vào đánh tốn kim đại thôi anh em ạ. Chứ tầm này muốn kiếm đại lượng 40 mà chua quá không ai bán. Mà có bán thì bán trên giá nó cao bà cố luôn anh. Hôm trước hồi chưa có một cái đai lưng chó mua làm chậm 40, sinh lực 26, bán đến 10 kim thì thôi thôi. Mà bây giờ cho dù cái 10 kim đi nữa thì Khải cũng được khoảng 70 làm chậm này, nó là cũng thôi nè. Tại vì nó không đủ móc cũng vậy thôi. Đợi sau này khoảng 1-2 tháng nữa ra đồ sinh lực đẹp làm chậm 40 thì mua luôn nè. Trung tâm này gọi là lên đảo này thì chỉ là lên đảo mà sẽ đồ tầm trung đánh cho vui thôi. Một ít hôm nữa có đồ đẹp sẽ tính tiếp nè. Rồi Khải qua nằm nhà chấm lên đảo thôi. Trung lên đảo ép đồ và nhanh thôi. Bên người anh hùng sa cô đưa trở về san tân trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Đưa vào nhanh nè, anh em mang về dự hôn lễ. Cái đồ vào thôi, đâu có làm gì đâu nè, đưa đồ vào rồi cộng lại điểm sao cho mày nào nó hợp lý. Ba đô này dư chắc đưa ra bắn lại vài trăm xu món à, ba đô này vài trăm xu món à. Rồi tải lại. Hôm nay dạng như là mình lên đảo để mình mang chiếc đồ tầm trung mà thôi em. Với lại thay cái accessory cho đẹp cá tí đó. Accessory nè, accessory này là nó đẹp chứ không phải như áo kia nhìn cùi và cố luôn. Accessory nhìn đẹp gái nè đó. Đi với cái nón này quá hợp lý. Ôi không, hồi dấu hồi đồ hết chưa. Rồi tăng cái lượng mana như là hợp lý rồi. Bữa Khải tăng 70 thôi, tầm này tăng 70 thôi hợp lý rồi. Mana như thế nào? 700 mấy à. Ok, tăng thêm. Còn tính thêm luôn, tăng cái ba lực tay đi. 12 điểm nữa, có 100 mana,
100 thánh lực. Rồi 100 nội công. Đó, 860 ok đẹp. Rồi, vậy thôi. Chiếc đồ này thì mất tầm 2k8. Đó mà thôi. Chung là sau này thì sắm đồ đẹp hơn một tí nữa là khác đó. Như cái đai lưng này bán 40 kim, 10 kim thì không mua nổi. Nè em xem. 10 kim thì cao quá. Không mua được. Mà chỉ có cái dòng nội lực, không có dòng gì hết. Ví dụ như có thêm sinh lực, nội lực thì 40-50 rồi ráng bỏ tiền mua cũng được nè. Mà cái đai lưng đó nó nhìn không ăn thua. Làm chậm được móc. Công nhận được móc thiệt, nhưng mà ví dụ mình đeo vô này là 40 làm chậm đi. Mà cái nhẫn này có 30 thôi thì cũng 70 không đủ móc. Đó, cũng vậy thôi. Nên là thôi, chúng mắt mình cứ mang cái này tạm mình đem vài trăm xu. Đó, rồi cho anh em xem sơ đồ của Khải nha. Đây, bao tay này Khải mua 2,5 kim. Đó, nón này Khải mua 3 xu, 2,8 kim. 2,8 kim với cái áo này 3 kim là 5,8 kim. 5,8 kim với cái này 600 xu. 600 xu là 6,4 kim. 6,4 kim với cái này Khải mua 5 kim là 11,4 kim. 11,4 kim với cái này mua 100 xu đi, 11,5 kim. Rồi với cái này cái này nói chung là trên 10 kim hãy cho 10 kim thôi. 10 là 10 kim thôi đi. 10 kim thì với lại set đồ Khải dao động khoảng tầm 20 kim nữa lên nè. Còn mắt cái này vài trăm xu. Dao động khoảng 20 kim. Đó, cái set đồ tổng hơn 1 triệu thôi nè. Cái set đồ hơn 1 triệu hiệu ứng là được 40 chón này. Rồi 65 trọng. Đó. Thôi. Bây giờ muốn hơn chạy hơn được nè. Set đồ như thế thì mình chịu như thế là tầm này chưa có đồ để mà mua nữa là nó như vậy thôi. Còn nó có đồ mua thì nó lại khác, không có đồ, không có đồ đó mà mua, đó, nó nghiện là vậy, không có đồ đó mà mua. Rồi ok, video này thì Khải xuống đảo đây, và anh em xem thì đừng quên cho một like, chia sẻ ủng hộ nha anh em. Để Khải ra dạo dạo đánh vài cặp cho anh em chơi, trong tuần này mắc kêu anh em, nói chung là cũng mắc kêu nên là cũng cố gắng tranh thủ lên đồ lên đạt rồi lên đảo thôi, lên đảo mang đồ tầm trung đánh mấy hôm thì nói chung gọi là đồ tầm bậy bạn mang cho vui thôi nè. Đó. Chung là một lần lên đảo thì tốn khoảng sốc một tinh hồng thì nó tốn khoảng tầm 2 kim hơn, tốn khoảng 100 nghìn. Nói chung là tốn khoảng 150 thôi, mà không có bao nhiêu. Đúng rồi, cạnh anh em chơi, đúng rồi tốn rất lâu. Mắt kêu cảm giác nó phơ liền nè, quá phơ luôn nè. Ôi, cái mặt yếu rồi. Được chỉ mạng lên 89k liền. Ám gì là dân chơi gì là đó hôm nay thôi không hơn được nữa anh em ơi. Ok chưa anh em, quá chắc chưa? Khải ép lên 8k3 mà cái này mà Khải tăng lên mát thì lực tay Khải chắc khoảng tầm 8k rưỡi. Nếu mà Khải mát 30 trong phái thì lực tay Khải tầm 8k rưỡi, tại vì Khải mang vũ khí theo lượng đam á, theo lượng đam nó là Khải tăng được 159 đam, với lại Khải tăng vài chục điểm nội công nên là Khải được hơn 200 đam từ cái tăng nội công với lại từ vũ khí, là hơn 200 lực tay chỗ đó, hơn mấy như nó ăn hơn những anh em khác ở chỗ đó nè. Đó, hơn những người khác là tại vì người ta không đi theo hướng vũ khí đam. Khải đi theo hướng vũ khí đam thì lực tay Khải sẽ hơn được 200. Thì Khải sẽ hơn được 200 từ cái việc như cái nhẫn này, mua được cái nhẫn này là ngon mà quá. 50 kim đó là 3 triệu nhẫn này quá cao. Vẫn không xài được cái nhẫn này, cao quá, không đủ tiền mà xài. 50 kim anh em nhớ rồi. Server này server mới là đồ rất là có giá nè. Nên là mình lựa món nào được mình nhắm được mình mua không thôi em, không đủ tiền mà sao. Tại bây giờ Khải đang cần cái giá truyền thổ kháng cả nữa là ok. Truyền thổ kháng cả với lại ngọc bội kháng lôi sinh lực lực với lại nhẫn kháng lôi sinh lực lực và nhẫn làm chậm kháng lôi kháng làm chậm và sinh lực lực đó. Chứ còn thay cái bộ trang sức này nữa là ok thôi nè. Nó bộ trang sức Khải khá là cùi. Còn đồ trên này đồ tầm trung cũng được rồi em, không phải là quá cùi, nói chung là đủ xài. Đó, đồ tầm trung này xài ok rồi em. Đó, sau này có thêm món nào ngon hơn thì mình sẽ lên đảo thôi. Đó. Thay trang sức là ok rồi nè. Ok, Khải xin phép vào video này anh em ơi. Cái gì anh em xem video này thì đừng quên để lại một like, chia sẻ một tí nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10-17 giờ nha anh em. Ok, bye bye anh em.